Cà phê rồi thì... thôi nha. Nó pha như cà phê thì nó... Vani là màu gì? Vani là cái kem vị. Vani là vị vani. À, thì vị còn hỏi là vani thì vị ở đâu ấy? Xem vị. Đây là có cái đây cà phê này, vị trà sữa này. Còn cái này là chắc là dầu tây này, là dầu này. Đây là gì đấy? Thế còn vali thì không không có. Đấy là Barada no miruku à. Vanida. À vali vali đấy. Đấy là vali đấy. Vani đấy. Vani đấy. Đấy đúng không? Vali đấy đúng không? Đúng rồi, vali đấy. Hộp này. Tìm bao ngày cuối cùng tìm được cái loại này. Là gì? Dầu ngủ. Dầu ngủ á? Dầu ngủ, ủ tóc. Còn mới mua cái đấy nữa à? Tìm đúng đấy. Đúng loại của nó. Tại vì đợt trước mua bao nhiêu dầu loại Tsubaki thì về nhưng mà nó nó còn thiếu dầu ố của em. Mẹ không dùng à? Em phải dùng dầu ố của nó. Mẹ ôn. Tìm sữa rồi à? Sữa đây đấy. Mama.
Ủa, dây gớm này. Ủa, cũng mỏng nhỉ. Đây, chú cầm đi, anh giữ cho giữ dây cho. Anh kính, nhớ kìm không, kìm không? À. Kìm không để cắt dây. À, cắt dây à. Đẹp nhỉ. Tam tam phần ở đây. À, đây, xem con 7 của chú xem nào, xem xòm con này nhỉ. Cái gì? Xem đồ rộng nào. To hơn. To hơn nhiều nhỉ, đúng không? Dài hơn thôi nhưng mà to bằng nhau. Dài hơn. Nó nhỏ hơn, nhỏ hơn. Đây. Ba con này hai con bằng nhau thôi, con kia thì khác. Bằng răng mà. Cắt xong rồi. Yeah.